Thì trong video này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về hai cái hàm trong cái nhóm hàm thống kê, đó là cái hàm max và hàm min. Thì hai hàm này rất là dễ. Hàm max đó là nó sẽ trả về cái giá trị lớn nhất chọn những cái đối số mà chúng ta đưa vào, và hàm min thì ngược lại, nó sẽ trả về những cái nó trả về cái giá trị nhỏ nhất trong những cái đối số mà chúng ta đưa vào. Rất dễ thôi. Thì cái đối số của hai hàm này nó giống nhau, nó đều là những cái con số mà chúng ta đưa vào các bạn. Thì chúng ta sẽ thử làm cái ví dụ để chúng ta hiểu hơn về hai cái hàm này. Ví dụ như đây các bạn thấy chúng ta có một cái điểm thi, một cái bảng mà chứa cái điểm thi đó. Và bây giờ cái yêu cầu của chúng ta là như thế này đó, điền vào cái bảng thống kê này đó. Ví dụ như cái môn toán thì điểm lớn nhất của môn toán là bao nhiêu, điểm nhỏ nhất của môn toán là bao nhiêu, rồi môn lý thì điểm lớn nhất của môn lý là bao nhiêu, điểm nhỏ nhất của môn lý là bao nhiêu, tăng dần điền tổng bộ cái bảng này đó. Thì giống vậy, điểm lớn nhất thì sử dụng hàm max, điểm nhỏ nhất sử dụng hàm min, vậy thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện đó. Rồi sử dụng hàm max ở đây đó. Rồi các bạn thấy đầu vào của nó là cái nào các bạn? Cái đối số của nó là nào? Cái vùng điểm toán đó. Đó là cái cột điểm toán là quét hết. Rồi thì nó sẽ xác định ra là cái điểm lớn nhất là như thế. Cố định không các bạn? Khi không, trong Excel tham chiếu cái vùng thì chúng ta nên cố định lại. Thông thường thì nó cố định thôi, nhưng mà cái cách tốt nhất đó là các bạn, những video trước thì mình cũng hướng dẫn đó là chúng ta phải trả lời câu hỏi đó là khi tôi copy di chuyển công thức, tôi có muốn cái vùng này nó thay đổi không? Nếu như nói trả lời là muốn thì sử dụng tương đối, còn nói là không muốn thì sử dụng vị trí tiếp theo. Vậy đó ha các bạn. Ok. Rồi, tương tự như vậy. Tương tự chúng ta làm lý thì cũng sử dụng hàm max. Rồi, lý thì quét cái cột lý. Cố định là luôn. Tương tự như vậy các bạn sẽ làm cái phần còn lại. Rồi cột toán thì sử dụng min. Ở đây chúng ta copy lại được nè, chúng ta ăn gian nè. Rồi kéo qua. Thì ở đây các bạn nhấp chuột vô đây các bạn. Hiện tại đây nó là max. Cái vùng thì các bạn thấy nó chọn là đúng rồi đó. Giờ chúng ta sửa lại gì là gì? Min. Chọn. Tương tự đây các bạn cũng kéo qua và các bạn sửa lại là min. Rồi, vậy thôi, hai cái hàm này thì nó rất đơn giản ha. Rồi thì video chúng ta tới đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.